Hàng ngày, doanh nghiệp phải làm việc với hàng nghìn các loại tài liệu và thông tin từ dạng giấy hay điện tử. Và đây là những vấn đề thường thấy trong quy trình xử lý dữ liệu. Tốn kém thời gian, tiêu tốn nguồn lực, sai lệch trong quá trình nhập xuất hoặc tra cứu thông tin. Khách hàng phải chờ đợi quá lâu. Hiểu được nhu cầu của doanh nghiệp trong việc cần thiết xử lý dữ liệu một cách nhanh chóng và chính xác, FPT AI đã cho ra đời sản phẩm FPT.AI Vision, giải pháp trích xuất thông tin từ ảnh chụp giúp đẩy nhanh quy trình nhập liệu và số hóa giấy tờ. Kế thừa những tính năng ưu việt của công nghệ nhận dạng ký tự quang học OCR, kết hợp các kỹ thuật xử lý hình ảnh nâng cao và đặc biệt là công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên NLP tiếng Việt đang được đánh giá dẫn đầu thị trường. FPT AI Vision cho phép trích xuất và lưu trữ thông tin từ chứng minh thư nhân dân các loại, kể cả chứng minh nhân dân cũ, mở số, thẻ căn cước công dân, giấy phép lái xe, hộ chiếu, ký tự từ phong mẫu, hóa đơn, chứng từ, văn bản in, với độ nhận dạng chính xác lên tới 96%. Những lợi ích từ việc ứng dụng FPT.AI Vision đó là giúp tiết kiệm thời gian gấp 60 lần so với nhập liệu thủ công, xử lý hàng trăm ảnh cùng lúc đáp ứng theo nhu cầu của doanh nghiệp, giảm thiểu chi phí và sai sót trong quá trình nhập liệu, lưu trữ, bảo quản tài liệu nhanh chóng, dễ dàng, quản lý dữ liệu một cách hệ thống, đảm bảo tính bảo mật. FPT.AI Vision có thể tích hợp vào bất kỳ hệ thống nào của doanh nghiệp. Ứng dụng và triển khai tức thì. Việc khách hàng mệt mỏi và chờ đợi hàng giờ đồng hồ chỉ để thực hiện các thủ tục hành chính đơn giản đã trở thành quá khứ. FPT AI Vision giúp đơn giản hóa mọi quy trình, thủ tục hành chính, giảm thiểu thời gian nhập liệu, tra soát, tiện lợi cho việc truy xuất, tìm kiếm thông tin khách hàng, từ đó giúp tăng cường hiệu quả vận hành cho doanh nghiệp. Nhu cầu của người dùng thay đổi từng ngày, công nghệ đang từng bước thay đổi để đáp ứng. Doanh nghiệp của bạn đã sẵn sàng thay đổi chưa? Bắt đầu với FPT AI Vision, giải pháp trích xuất thông tin từ hình ảnh nhanh chóng, chính xác và tiện lợi ngày hôm nay.